muốn kinh doanh thành công lớn thì phải chơi cờ giỏi. Trong doanh nghiệp có 6 mảng là chiến lược, là kinh doanh, là tài chính, là nhân sự, là pháp lý và vận hành. Nó giống như là khi chúng ta chơi cờ. Bạn có 6 quân, tướng sĩ, tượng xe, pháo mã. Thế thì khi mà anh làm kỹ thuật, anh ra làm kinh doanh thì không khác gì anh chơi cờ, mà anh chơi mỗi tướng thôi. Mà tướng thì chạy lăng xăng, chạy được đoạn ngắn thôi. Hoặc là đôi khi anh giỏi ở một mảng. Ví dụ, anh giỏi mảng kinh doanh thì như là con xe, con pháo, tức là đổi tấn công. Thế nhưng mà chỉ có xe pháo không thì anh chơi cờ, anh vẫn thua. Vì vậy, trong kinh doanh phải biết cách sắp xếp tướng sĩ, tượng xe, pháo mã trở thành những thế cờ để phù hợp với cái hoàn cảnh của bạn. Bạn phải biết dùng linh hoạt. Và khi gặp một biến cố ở ngoài thị trường hay đối thủ họ đi một nước cờ mới thì anh tự hoạch định được, anh đảo thế để cho nó phù hợp với đối thủ và phù hợp với thị trường. Bạn có thể bấm vào link bên dưới avatar của tôi tham gia vào nhóm học tập và phát triển bản thân để học thêm các phương pháp gia tăng thu nhập cũng như nâng cao năng lực kinh doanh. Chúc bạn thành công!